Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị gọi tên về cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi người Anh. Hai nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam đang bị réo tên khắp mặt trận sau khi truyền thông nước ngoài đưa tin về vụ cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha. Liên quan đến vụ việc, hai nghệ sĩ Việt Nam bị Guardian Civil bắt giữ vào hôm thứ Bảy và cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi người Anh. Netizen Việt Nam đang xông xao bàn tán theo thông tin từ truyền thông quốc tế, hai người, một diễn viên và một nhạc sĩ ở độ tuổi 37 và 42 đã hầu tòa vào hôm thứ Ba. Họ được trả tự do, nhưng hộ chiếu của họ đã bị thu hồi. Cô gái người Anh đã đưa ra một tuyên bố trước tòa án xác minh những gì cô đã nói với các sĩ quan dân sự của Gadia là đúng sự thật. Hai nghệ sĩ Việt ở tại một khách sạn ở San Em, nạn nhân và gia đình ở một khách sạn khác. Họ gặp nhau tại một nhà hàng vào tối thứ Sáu. Họ bắt đầu một cuộc trò chuyện và uống rượu cùng nhau. Một thời gian sau, cả ba đi đến bãi biển nơi họ bắt đầu thân mật, sau đó họ đến phòng khách sạn của một trong những người đàn ông nơi bị cáo buộc là địa điểm hiếp dâm. Cô gái giải thích với các sĩ quan rằng hai người đàn ông sau khi ép cô quan hệ tình dục đã bắt cô đi tắm để loại bỏ hết chất lỏng trong cơ thể. Cô gái nói với gì của mình những gì đã xảy ra, một đội tuần tra dân sự của Gardia đã đến khách sạn của họ và cô ấy được kiểm tra, sau đó tại bệnh viện Son Espases vào sáng 1 tháng 7, thông tin trên được lan truyền trên mạng xã hội Việt Nam và trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Dựa theo những dữ liệu đã được công khai về tuổi tác và nghề nghiệp, cộng thêm một số chi tiết trên mạng xã hội, cư dân mạng đã đặt hai đối tượng vào vòng nghi vấn. Nam nhạc sĩ nổi tiếng đã có vợ con và gia đình, thường xuyên tham gia các cuộc thi dành cho trẻ em, được gọi tên là HHA. Về phía diễn viên, anh chàng xây dựng hình ảnh ông chồng quốc dân, nổi tiếng với các loạt phim phát sóng khung giờ vàng, HD. Tây Ban Nha xử lý tội phạm tấn công tình dục như thế nào? Dự luật vừa được Quốc hội Tây Ban Nha thông qua nêu rõ quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị coi là tấn công tình dục, mức án phải chịu lên tới 15 năm. Vào hồi tháng 5 năm 2022, Quốc hội Tây Ban Nha thông qua dự luật yêu cầu phải có sự đồng thuận rõ ràng đối với các hành vi tình dục. Dự luật mới xác định sự đồng ý là sự thể hiện rõ ràng ý chí của một người, làm rõ ràng sự im lặng hoặc thụ động không phải là sự đồng ý bình đẳng. Quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị coi là tấn công tình dục và phải chịu án tù lên đến 15 năm. Như vậy Tây Ban Nha đã thay đổi định nghĩa pháp lý về việc coi quan hệ tình dục không có sự đồng thuận là tội hiếp dâm. Trước đây, khi chưa có một định nghĩa được hệ thống hóa, luật pháp Tây Ban Nha luôn yêu cầu nạn nhân phải đưa ra được bằng chứng về việc nghi phạm đã sử dụng bạo lực và sự đe dọa trong hành vi tình dục mới được phân loại là hiếp dâm. Kể từ hôm nay, Tây Ban Nha là một quốc gia tự do hơn an toàn hơn cho tất cả phụ nữ. Chúng ta sẽ đánh đổi bạo lực để có được tự do. Chúng ta sẽ hoán đổi nỗi sợ hãi cho sự ham muốn. Bà Irene Montero, Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Tây Ban Nha phát biểu tại Quốc hội. Bên cạnh đó, luật mới cũng nêu ra những biện pháp khác như bắt buộc trẻ vị thành niên phạm tội tình dục phải được giáo dục giới tính, đào tạo về bình đẳng giới và tạo ra một mạng lưới các trung tâm chống khủng hoảng 24 trên 24 cho những người sống sót sau vụ tấn công tình dục và các thành viên trong gia đình của họ. Đạo luật này được đưa ra xem xét sau một vụ hiếp dâm tập thể xảy ra vào năm 2016 khiến dư luận Tây Ban Nha rúng động. Một cô gái 18 tuổi đã bị năm gã đàn ông tấn công tình dục khi đến xem một lễ hội đua bò ở thành phố Pamplona. Thời điểm đó, năm người đàn ông chịu trách nhiệm ban đầu chỉ bị kết án về tội lạm dụng tình dục. Một tội danh nhẹ hơn, lý do là vì tòa án không tìm thấy bằng chứng cho thấy các nghi phạm sử dụng bạo lực, thể chất để buộc tội tấn công tình dục. Phán quyết của tòa án địa phương đã khiến nạn nhân và dư luận vô cùng phẫn nộ, do đó hàng chục nghìn người đã đổ xuống các đường phố ở Tây Ban Nha tham gia cuộc biểu tình phản đối việc tòa án giảm nhẹ tội cho năm đối tượng này. Ngay tại Pamplona, cảnh sát cho biết hơn 30.000 người đã tham gia cuộc tuần hành. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở nhiều thành phố kể từ khi tòa án ra phán quyết nói trên, khiến chính phủ bảo thủ ở Tây Ban Nha phải cam kết xem xét lại luật chống các vụ tấn công tình dục. Khoảng 1,2 triệu người dân Tây Ban Nha đã ký vào biên bản kiến nghị trên mạng Internet đòi sa thải các thẩm phán tham gia vụ xét xử này trên. Trước áp lực dư luận, Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã phải lật lại bản án và tuyên án tội hiếp dâm, sau đó đạo luật mới được trình xem xét và đến nay đã được thông qua. Sáng ngày mùng 1 tháng 7, Đài truyền hình Việt Nam đã đưa thông báo mới với nội dung về việc diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hải Anh hiện đang có schedule tại nước ngoài thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đài, ban thư ký biên tập đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát chương trình sản xuất, giám sát sản xuất, thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh hai nhân vật này trên sóng, số từ hôm nay, kể cả các chương trình phát lại. Trân trọng cảm ơn. Hồ Huy Anh sinh năm 1979 trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Anh là tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng, dẫu có lỗi lầm, nối tiếc, mưa và nhớ. Không chỉ sáng tác, anh còn làm giám đốc âm nhạc cho nhiều game show trên truyền hình như Giọng Hát Việt, Giọng Hát Việt Nhí, Bài Hát Yêu Thích, King of Rap. Hồng Đăng sinh năm 1984, là một trong những nam diễn viên truyền hình nổi tiếng nhất hiện nay. Anh được biết đến qua một loạt bộ phim như Cầu Vồng Tình Yêu, Chỉ Có Thể Là Yêu, Tuổi Thanh Xuân, Zippo Mùa Tạt Và Em, Moscow Mùa Thay Lá, Người Phán xử, Cả Mùa Đời Ân Oán, Mê Cung, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hướng Dương Ngực Nắng. Hiện tại, Hồng Đăng là diễn viên của nhà hát kịch Hà Nội và trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam. Mới đây, diễn viên Hồng Đăng và ca sĩ Hồi Anh có chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại châu Âu. Cả hai liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi đến Ý, Tây Ban Nha. Trong bản livestream gần nhất được chia sẻ vào ngày 24 tháng 6, Hồi Anh cho biết có mặt tại một sân golf trên bán đảo Majorca cùng với diễn viên Hồng Đăng. Cả hai bày tỏ niềm vui khi có những trải nghiệm mới mẻ tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh NewsVN để cập nhật tin tức nóng hổi trong ngày. Theo chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, nam nhạc sĩ Hồi Anh và diễn viên Hồng Đăng cùng có chuyến công tác ở Ý và Tây Ban Nha. Hai nghệ sĩ thường xuyên khoe ảnh và clip cùng nhau đi chơi, khám phá các cảnh đẹp, món ăn ngon ở nước ngoài. Nhạc sĩ Hồi Anh đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip khoe mình cùng nhóm bạn, trong đó có Hồng Đăng, cùng đi chơi gôn với dòng trạng thái eco đầu tiên trong đời, xương nhất là lại ở sân nước ngoài, đảo Malacca hay còn gọi là Majorca ở Tây Ban Nha. Tại nước ngoài, nam diễn viên thưa ngày nắng về không quên gửi lời nhắn cho vợ con nhưng dùng tài khoản lạ. Qua hình ảnh được bà xã Hồng Đăng chia sẻ trên trang cá nhân, nam diễn viên tiết lộ anh bị mất điện thoại khi đi nước ngoài. Kết hôn từ năm 2008, cho đến nay diễn viên Hồng Đăng và Nguyễn Anh Đào đã trải qua tổng cộng 16 năm yêu và cưới nhau nhờ sự hỗ trợ của vợ hồng đăng có thể thoải mái theo đuổi đam mê hồng đăng nổi tiếng có hình tượng nam thần màn ảnh trong phim hướng dương ngược nắng hoa hồng trên ngực trái người phán xử bộ phim gần nhất của hồng đăng cũng đang gây tiếng vang là thương ngày nắng về anh đào từng bị chê kém sắc khi sánh vai với hồng đăng tuy nhiên nhìn cách ứng xử và khả năng chiều chồng trong con của cô khiến nhiều người phải ngưỡng mộ không chỉ đứng phía sau làm hậu phương vững chắc cho chồng mà anh đào còn rất giỏi kinh doanh Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh New Newvn để cập nhật tin tức nóng hổi trong ngày. Liên quan đến vụ việc hai nghệ sĩ Việt Nam bị Gradient CV bắt giữ hôm thứ bảy với cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi người Anh, netizen Việt Nam đang xôn xao bàn tán. Theo thông tin từ truyền thông quốc tế, hai người, một diễn viên và một nhạc sĩ ở độ tuổi 37 và 42, đã ra hồ tòa hôm thứ ba. Họ đã được trả tự do, nhưng hộ chiếu của họ đã bị thu hồi cô gái người anh đã đưa ra một tuyên bố trước tòa án xác minh những gì cô đã nói về các sĩ quan dân sự của gradua là đúng sự thật hai nghệ sĩ việt ở tại một khách sạn sa nam nạn nhân và gia đình ở một khách sạn khác họ gặp nhau tại một nhà hàng vào tối thứ sáu họ bắt đầu một cuộc trò chuyện và uống rượu cùng nhau một thời gian sau cả ba đi đến bãi biển nơi họ bắt đầu thân mật sau đó họ đến phòng khách sạn của một trong những người đàn ông nơi bị cạo buộc là địa điểm hiếp dâm cô gái giải thích với các sĩ quan rằng hai người đàn ông sau khi ép cô quan hệ tình dục đã bắt cô đi tắm để loại bỏ hết chất lỏng trong cơ thể. Cô gái nói với gì của mình những gì vừa xảy ra. Một đội tuần tra dân sự của Gradia đã đến khách sạn của họ và cô ấy được kiểm tra sau đó tại bệnh viện Son Espai. Vào sáng ngày 1 tháng 7, thông tin trên được lan truyền khắp mạng xã hội Việt Nam và trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Dựa theo những dữ liệu đã được công khai về tuổi tác và nghề nghiệp, cộng thêm một số chi tiết trên mạng xã hội, cư dân mạng đã đặt ra hai đối tượng vào vòng nghi vấn. Nam nhạc sĩ nổi tiếng đã có vợ con và gia đình, thường xuyên tham gia các cuộc thi dành cho trẻ em, được gọi tên là HHA. Về phía diễn viên, anh chàng xây dựng hình ảnh ông chồng quốc dân, nổi tiếng với hàng loạt phim phát sóng khung giờ vàng HD. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng, chưa có bằng chứng xác thực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh NewVN để cập nhật tin tức nóng hổi trong ngày.